Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, đến chiều ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết, mẫu xét nghiệm của các trường hợp F1, F2 liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tiếp tục cho kết quả âm tính. Tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 nào ngoài 3 trường hợp trên. Trong 123 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, tính đến 14 giờ chiều ngày 12 tháng 2, có 58 mẫu F1 liên quan đến bệnh nhân 2060 ở thôn Từ Hồ được lấy trên địa bàn huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu. Một mẫu F1 và 8 mẫu F2 ở huyện Tây Lữ liên quan đến ổ dịch Từ Hồ cũng có kết quả âm tính. Ngoài ra, ngày 11 tháng 2, ghi nhận trường hợp một công nhân, một công ty ở huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào tự khai báo nằm trong số mẫu xét nghiệm theo phương pháp trộn mẫu có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, riêng trường hợp này có kết quả âm tính. Từ ngày 27 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh lấy 2.954 mẫu, đã có kết quả xét nghiệm 2.587 mẫu, trong đó 2.585 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính, còn 367 mẫu chưa có kết quả. Toàn tỉnh cũng rà soát được trên 10.000 người liên quan đến ổ dịch ở tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội, hiện đang giám sát cách ly hơn 9.000 người.